piano nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái piano cover cái bài Con Chim Ri. Bài Con Chim Ri này là bài 5 trang 9 giáo trình piano nha. Giáo trình piano tập 1 dành cho thiếu nhi. Đây nè, cái này nè. Piano tập 1 dành cho thiếu nhi. Được ha. Và trước tiên thì chúng ta sẽ có một phần lý thuyết trước. Nó là các cái bước để mình cover cái bài Con Chim Ri thì các bạn nên làm như thế này nè. Thứ nhất là lúc mà mình chúng ta mới học thì chúng ta phải đọc nốt cho tay phải nè. Rồi ghi nhớ rõ chỗ nào là nốt đen, chỗ nào là nốt trắng để mình đánh cái trường độ cho nó đúng. Sau đó mình sẽ đọc cái nốt ở tay trái, rải thử và kết luận là kiểu rải như trong sách chỉ phù hợp cho thiếu nhi có bàn tay quá bé nhỏ ha, cho nên chúng ta nên thay bằng những cái kiểu rải khác nó phù hợp với người lớn hơn. Thì chúng ta sẽ học cái kiểu rải 5212 mà giống như hồi nãy giờ là mình đã minh họa cái hữu ích của nó đó, 5212. Và chúng ta sẽ sử dụng ba ngón tay là ngón 5, ngón 2 và ngón 1. Ngón 5, ngón 2 và ngón 1 ở bàn tay trái nha các bạn. 5 là ngón út, 2 là ngón trỏ và ngón 1 là ngón ở bàn tay ngón cái của bàn tay trái ha. Rồi thì cái phần lý thuyết thứ ba thì các bạn phải hiểu rằng là khi chơi piano cover á, nốt nhạc bên tay phải thì nó sẽ thể hiện cho giai điệu của bài hát nha. Còn nốt nhạc vì nó thể hiện cái giai điệu cho nên là chúng ta đừng có thay đổi các bạn. Chúng ta phải tuân thủ, chúng ta phải chơi cho đúng. Bởi vì khi trình độ chưa nâng cao á, thì việc mà chúng ta chế cái giai điệu bên tay phải nó sẽ gây cái khó chịu cho người nghe ha. Và nốt nhạc bên tay trái là phần đệm nha các bạn. Nốt nhạc bên tay trái có cái hiểu là người ta soạn cái phần này, nhạc bên tay trái là phần đệm cho phần tay giai điệu chính bên tay phải ha. Ở những video trước thì mình đã nói rồi. Vì do chỉ là phần đệm nên người chơi mình có thể thay đổi bằng nhiều cái cách khác nhau. Thì trong những cái kiểu rải đó có kiểu rải 5212 nè. Cái kiểu 5212 là phổ biến và dễ chơi nhất cho những cái bài hát nhịp 4/4. Cho nên là ngay cái bài này mình sử dụng, bài Con Chim Ri này mình sử dụng luôn là kiểu 5212 ha. Và nhịp 2/4 cũng có thể chơi ở cái bằng cái điệu này được. Rồi các bạn sẽ có thể sẽ hỏi mình là làm sao mình biết được cái kiểu rải 5212 này là cho nhịp 4/4 và nhịp 2/4. Thứ nhất là do kinh nghiệm các bạn. Mình chơi nhiều bài mình ra rút ra kết luận. Và thứ hai các bạn cũng có thể có được cái tri thức của nó thông qua cái việc là các bạn đọc sách. Và các bạn sẽ mua cuốn sách này nè. Và trong đó người ta hướng dẫn các bạn, cuốn sách này là của anh gì ta? Nguyễn Việt Hùng á. Anh đây, anh Nguyễn Việt Hùng, anh cũng chỉ là những cái điệu, những cái bài hát mà điệu ví dụ như nhịp 4/4, điệu ballad á thì chúng ta có nhịp phần rải tay trái là có mười mấy kiểu ha, thật ra có nhiều lắm các bạn. Và slow rock hoặc là bolero thì có những cái kiểu nào thì anh cũng đều hướng dẫn hơn cái phần tay trái để sau này các bạn chơi cảm âm thì các bạn có thể biến tấu, tạo ra những cái biến tấu tay trái để rải tay trái cho mình. Cuốn sách này là để các bạn học sau khi bạn khi bắt đầu cảm âm bạn học đọc cuốn sách này để các bạn sẽ hiểu nha các bạn nha. Rồi thì mình sẽ tiếp tục với phần lý thuyết thứ tư nè. Thực hành vào bài Con Chim Ri á thì người chơi cần phải thể nhận diện được tay trái người ta soạn là đồ son mi son và si son re son lặp lại liên tục, chính là người ta đang rải hợp âm đồ và hợp âm son, đô trưởng và son trưởng nha các bạn, dành cho tay trái. Đô trưởng và son trưởng dành cho tay trái, nhưng mà cái hợp âm son thì người ta dùng cái thể đảo nè, bạn nhìn nè, đô trưởng son trưởng nha, hợp âm Con Chim Ri nè, đây đồ son mi son nè, đồ này là đồ hai son này, son hai mi này, mi hai son hai, đồ son mi son lặp lại, đồ son mi son, đồ son mi son này. Mình mẹ mình đọc hết cái phần tay phải rồi đọc sang tầng tay trái. Tay phải thì mẹ mình ghi bằng nốt mực xanh nè, tay trái thì mẹ mình nốt bằng nốt mực đỏ đó. Rồi cái dòng thứ hai người ta cũng rải bằng hợp âm là đồ son mi son, đồ mi son là hợp âm đô trưởng. Còn hàng thứ ba tương đại hai hàng đầu là người ta sử dụng hợp âm đồ hết nè, hợp âm đô trưởng nè. Và hàng thứ ba là người ta sử dụng hợp âm si, hợp âm son trưởng.
son si re, nhưng mà người ta lại bắt đầu bằng si trước, tại vì đây là thể đảo của hợp âm son trưởng, là si, người ta đánh là si son, si son re son, si son re son ha, người ta đánh si son re son, và nguyên cái hàng số 3 là người ta họ sử dụng hợp âm son trưởng, và cuối cùng người ta quay lại là hàng cuối cùng là người ta sử dụng hợp âm đô trưởng và kết thúc bài hát nè. Như vậy bài này rất đơn giản các bạn, nó chỉ có hai hợp âm là đô trưởng với lại son trưởng mà thôi ha. Và chúng ta sẽ thay cái kiểu rải trong sách này bằng cái kiểu rải 5212, tại vì nếu mà chúng ta rải như trong sách nó không có hay là thứ nhất, thứ hai là nó không phù hợp với người lớn, chúng ta phải modify nó lại. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết tại sao mà nó lại là nếu mà chúng ta rải là son đồ son mí son giống như trong sách giáo khoa thì nó sẽ nó sẽ là chụm cái tay ấy, nó giống như tay con nít đó, tay con nít nhỏ, cho nên là nè các bạn nhìn nha, đồ mình đánh là đồ son mi son, đồ son mi son, đồ son mi son, rồi lại nè son son nha, hợp âm son bên này nè, son son si, mình đã đánh hợp âm son là si mi son re son, si son re son, si son re son, tay nó bị chụm đúng không? Bây giờ mình sẽ rải lại là đồ son đô son, đồ son đô son đó, chúng ta sẽ thay cái đồ son mi son thành là đồ son đô son, tay nó bắt đầu rải ra, tay chúng ta bắt đầu rải ra, chúng ta bắt đầu rải ra các bạn, và cái âm thanh nó tạo ra nó nghe nó dễ chịu hơn nha. Đô son, rồi đến hợp âm son thì nhấc tay lên, son re son re son re son re, son đầu tiên là xuống son hai luôn nha. Chúng ta sẽ triển khai nha. Bây giờ mình sẽ viết lại bài hát này ở phần để các bạn vào cái xích nhạc để các bạn áp dụng cho nó dễ nha, rồi mình sẽ minh họa cho các bạn bằng mình sẽ đánh mẫu cho các bạn cái bài con chim ri này theo kiểu rải 5212 rồi ha, để mình quay mình cắt cái video này làm tiếp cái video khác đó. Các bạn thấy cái cách mà mình viết lại cái bài hát chưa đó? Đây nè, đầu tiên là mình sẽ viết lại cái phần tay trái nè, thay vì mình rải theo cái cách kiểu chụm tay thì mình rải là đồ son đố son, rồi là đồ son đố son, đây là hợp âm đồ, giữ nguyên hợp âm đô nè, giữ nguyên hợp âm đô, rồi tới lại giữ nguyên hợp âm đô, đây một lần nữa hợp âm đô, một lần nữa hợp âm đô, và ngón tay mình sẽ là ngón đồ, cái nó đồ á, đồ là ngón số 3 nha các bạn, đồ sẽ là ngón số 3, son ngón số 5, đồ số 3 sẽ là ngón số 5, son số 3 sẽ là ngón số 2, đồ số 4, đồ 4 sẽ là ngón số 1, ngón 1 là ngón tay cái, ngón cái của đàn tay trái, và son là sẽ lại trở lại ngón số 2, bạn thấy rõ chưa? Rồi cứ thế chúng ta lặp lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi thử cái phần hợp âm để một hồi các bạn, bạn sẽ được coi bài nguyên bài, nhưng mà bây giờ để mình hình tượng hóa cho các bạn hiểu. Đồ son ở tay trái, ở trên đây là mình đọc nốt nha, đồ re mi 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 là câu đầu tiên của con chim ri ha, mi fa son 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 son, fa mi re 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 re, mi re đồ 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 đồ, rồi đó, rồi cái gặp cái dấu hoàng này các bạn đánh lại lần nữa phần giai điệu, thì để cái phần giai điệu hay thì chúng ta phải rải hợp âm ở tay trái, để cho mình rải ra tay trái để mình tạo nên cái sự đan xen giữa cái phần giai điệu và phần đệm để bài hát cover của chúng ta nó được hay ha các bạn ha. Rồi bây giờ thử nhìn nha, đồ đồ ba nè, đồ son đố đố là lên một bảng tám, mình ghi cái chữ một, cái dấu này có nghĩa là lên một bảng tám nè các bạn, thấy không, cái dấu vô cực đó không phải là lên một bảng tám nha. Rồi tương tự câu 3 thì mình sẽ sử dụng hợp âm son, son thì cũng tương tự như vậy nè, son re 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 son re, ở trên tay phải thì chơi bằng nốt đen nè, còn tay trái mình chơi bằng nốt móc đơn
nút móc đơn thì mình phải chơi 8 nút móc đơn ở trong một ô nhịp 4/4. Thì cái này từ từ các bạn sẽ hiểu nha. Bây giờ cứ một nốt đô đen ở bên tay phải thì mình sẽ rải tương ứng với nó là hai nốt móc đơn ở bên tay trái nè, hai nốt móc đơn bên tay trái. Còn cái nốt trắng này nè, thì chúng ta sẽ rải 4 nốt móc đơn. Bây giờ mình thử nha. Đồ thì nó sẽ bây giờ đồ nè. Hai đồ nha. Đồ 3 nè. Đồ son 3. Đồ là ngón tay trái nha, ngón út. Ngón út ha. Đồ son. Đồ son. Đồ son, đô son. Đó. Đồ son, đô son. Đồ son, đô son. 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2. Rồi chuyển sang hợp âm son, nhớ cái tay lên son. Re son 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 re. Nè. Đồ tay phải nốt đồ đầu tiên á, hàng đầu tiên nha, tay phải nốt đồ đầu tiên thì tay trái sẽ đánh hai nốt này. Rồi nốt rê đề thứ hai sẽ là son son. Rồi nốt mi là nốt trắng thứ ba, nốt trắng á, hàng thứ ba, nốt trắng thứ ba giọng thứ nhất thì sẽ chơi ba hợp bốn nốt. Bốn nốt móc đơn như thế này. Đó, chúng ta phải làm sao cho tay nó hòa quyện nha. Rồi bạn nhìn cái xích nhạc một lần nữa để một hồi mình đánh mẫu nha. Nè, nốt bốn nốt nốt đen đây sẽ tương ứng với lại hai nốt móc đơn đồ son. Nốt rề tương ứng với hai, khi đặt nốt rề xuống thì bên tay trái sẽ là chơi nốt đô 4 với lại son 3. Bây giờ rồi bây giờ nốt mi thì khi ngón tay bàn tay phải hạ cái nốt mi xuống thì nó sẽ là chơi tay trái rải 4 nốt đồ son đố son. Mẹ mình làm được rồi đó nha, rất là dễ. Khi mình làm cái hướng dẫn như thế này thì mẹ mình đã làm được hết rồi đó. Dấu hoàng là bài hát nó lặp lại lần thứ hai nha các bạn, biết nghe nói chưa ta. Dấu hoàng là bài hát lặp lại lần thứ hai đây nè, chơi hết lần một rồi gặp cái dấu hoàng này nè, giống như là dấu hoàng á, lặp lại chơi hết lại từ đầu rồi tới đây gặp lần cái dấu hoàng lần hai là sẽ kết thúc bài hát. Dấu này là dấu lặng nha các bạn, sợ cái thử coi cá trong âm nhạc có bao nhiêu loại dấu lặng. Lặng này là lặng nguyên ô nhịp nha. Rồi mình sẽ đánh minh họa cho các bạn nha. Bạn coi lại cái bài hát này con chim rìa, và các bạn có thể sử dụng cái cách làm này của mình nè. Các bạn đánh cho toàn hình, hầu như là 4/4 nhịp 4/4 nào cũng đối cho các bạn hát thiếu nhi, các bạn cũng có thể áp dụng cái kiểu này. Rồi viết lại như thế này và mình sẽ chơi rất là dễ dàng cái bài piano cover của mình, điệu điệu ballad, điệu pop ballad nhịp 4/4. Rồi các bạn coi thử phần mình minh họa bài đánh tay nha. Mình đổi góc máy quay đó. Rồi mình chơi lại lần nữa bài con chim ri nha, bài kiểu 5212 nha. 5212 cho hợp âm đồ và hợp âm son bên tay tay trái nha. Coi nè. Đồ hai bên hợp âm hai nốt đen bên tay, hai nốt móc đơn bên tay bên trái. Ri hai nốt móc đơn bên tay trái. Yeah.
sẽ nối lại lần 2 nha. Nối lại lần 2 của bài con chim ri bằng cái khi mà mình gặp dấu ngoặc thì mình nối lại lần 2. Rồi. Ứng dụng được kiểu rãi 5212 cho nhiều bài hát nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.